Anh Phong có câu hỏi nào không ạ? Thế em hỏi anh Phong nhé. Thì anh nói đi. Thì anh đã hiểu cái chỉ số Gini này chưa ạ? Mình cũng có hiểu qua, tức là cái độ chính xác của nó bao nhiêu trên bao nhiêu, kiểu kiểu vậy thôi. Độ chính xác của việc gì ạ? Cái chọn phân 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 vùng ấy có 14 trên 15 điểm đúng chẳng hạn, Nó thì cũng nó cũng đến mức không nó hẳn. chia cắt đến một. Vâng. Thì nó kiểu như là sẽ kiểm tra được, cũng là độ chính xác phân loại đấy, nhưng mà nó theo hướng khác. Thì để em nói rõ hơn cho mọi người nhé. Để em xem này. Mà lại vẽ được thì tức là từ cái chỉ số đấy thì làm sao mình vẽ ra được từng cái phân loại ra, thì phải dựa vào cái chỉ số đấy mình mới có thể vẽ tính ra được. Thì để em xem màn hình cho. Đây đây em nói đó. Từ từ để em nhìn ra. Ok, giả sử mình có data nhé. Data của mình thì gồm có 10 data point đi. Mình sẽ lấy ví dụ cụ thể cho mọi người hiểu luôn. Nhưng mà chắc là mình cũng không cần lấy. Để mình xem là bài giảng của thầy. Đây là bài giảng của thầy mình ở trên trường ấy. Thì mình cũng học như cái này thôi, mình cũng học cái môn này ở trên trường. Thì có khi là mình sẽ lấy cái data này luôn cho nó dễ hiểu. Lấy luôn cái data này. Ok, mình sẽ lấy luôn cái này nhá. Làm sao mà đợi mình một chút. Ok, mọi người quay lại nhá. Để mình share cái màn hình. Anh nhớ hôm này. Vẫn nhớ hôm đấy. Ok, giả sử mình có cái data này, mọi người có nhìn rõ không? Chỉ đủ nhất thôi, mình nghĩ đủ. Tập trung ạ. Ok, thì cái data này á là cái data mọi người có thể thấy đây là các cái cột feature này. Đây là các cột feature này, là Outlook, nó là Sunny hay là Overcast này, Temperature này, Humidity này và cái gió này. Thì mình sẽ quyết định xem là mình có chơi tennis hay không. Thì bây giờ bài toán của mình chính là phân loại đúng không? Phân loại ra hai lớp là có chơi tennis hay là không. Thì là sẽ là hai lớp là no hoặc là yes. Thì bây giờ mình muốn xây dựng cái decision tree từ cái dataset này. Thì bắt đầu mình phải có một cái nút tra gốc để mình chia ra hai lớp đúng không? Chia ra tức là giả sử nhá. Giả sử cái nút tra mình sẽ chọn là Outlook đi. Giả sử nút tra mình chọn Outlook. Thì mình sẽ chia ra được hai cái nốt, là nốt bên này là nốt Sunny đúng không? Sẽ là bao gồm những tất cả các data point, nó là Sunny.
và bên này sẽ bao gồm tất cả các data point là overcast. Giả sử mình lấy ví dụ là cái này nhé, thì giả sử đây là Outlook, là mình chọn làm cái nốt cha, cái nốt cha ban đầu để mình, cái feature để mình chia đôi ra. Thì đây thật ra à, có range nữa à? Range nữa thì ba lớp thì hơi khó, thế mình lấy cái nào cho nó dễ thôi. Ba lớp thì ok, thế thì mình sẽ lấy cái wing nhá. Còn ba lớp thì mình cũng chia tương tự thôi. Ba cái nốt thì mình cũng tính dài hơn, thế mình sẽ lấy cái wing này đi cho nó dễ hơn. Thì bắt đầu mình sẽ lấy feature là wing để tiến hành chia đôi hai cái tập dataset. Thì ban đầu mình sẽ chia ra là weak này và strong. Ok, sau khi mình chia ra được hai cái nốt là weak và strong rồi, thì bên cái nốt weak này sẽ chứa những cái data point mà có cái thuộc tính là weak này, đúng không? Thì cái data point có thuộc tính là weak thì mọi người có thể nhìn thấy chính là bao gồm D1 này, 1 rồi 3, 4, 5, đây là 8 này, 8, 9, 10 và 13. Còn lại strong thì là sẽ là những cái cốt nốt còn lại nhé, phần rest còn lại. Thì bây giờ mình sẽ đi tính cái, bây giờ mọi người nghĩ là mình sẽ đi tính cái Gini cho cái Win, đúng không? Giờ mình phải đi tính cái Gini khi mà mình chọn cái feature Win để làm cái feature để mình chia đôi cái tree ra, thì mình sẽ đi tính cái feature cho cái win này. Thì cái feature này mình sẽ đi tính như nào? Mình sẽ đi tính từ những cái nốt gốc này đã, từ cái nốt con trước. Thì làm sao để mình tính được cái Gini của nốt con? Mình sẽ viết lại công thức Gini nhé. Gini sẽ là bằng 1 trừ cho tổng của tất cả các lớp, đúng không? Lớp ở đây là có hai lớp này, y này, bằng 1 cho đến 2. Những cái thành viên nào, những cái ni là chính là cái số data point mà thuộc lớp y, trên cho n chính là cái tổng số data point ở trong cái nốt đấy thôi. Mình chỉ xét trong cái nốt đấy thôi. Thì mình sẽ có công thức Gini là chính là công thức này. Thì giờ mình sẽ tính Gini của nốt Win nhé. Gini của nốt Win thì sẽ là bằng 1 trừ cho, giờ mình sẽ tính với class đầu tiên là chính là class null đi. Thì class null đầu tiên là cái n này nó sẽ là bằng trong cái Gini width đó, thì n sẽ là bằng 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13 là n bằng 8 đúng không? Có 8 data point đúng không? Thì class null có bao nhiêu là data point là thuộc class null ạ? 1 này, 1, 2, 2 thôi. Tức là n null là bằng 2 và n yes là 6. Bằng 6. Thì Gini nó sẽ tính là 2 trên 8 tất cả bình trừ cho 6 trên 8 tất cả bình, đúng không? Thì mình sẽ ra được cái Gini của Wix. Kiểu như cái tỷ lệ bên ngoài là cái gì? Dạ. Có nhân không? Công thức như nào nhỉ? Phải như này không? 6. Đây là công thức con rồi. Công thức con. Hay đây vẫn trả. Để em xem. Công thức đó hả? Công thức là như này mà. Thì cái này là tính ở cái số nốt con thôi. Còn nốt cha thì mình phải tổng hợp hai cái nốt con lại với nhau. Thì như ở đây á, nốt cha thì phải tổng hợp hai nốt con lại. Thì anh mentor chỉ mới nói một nốt, mới nói ở riêng một nốt con. Thì mình sẽ tính luôn. Em tiếp tục nhé. Thì đây ai có máy tính không? Bấm hộ em phát. Phần 4.
Để em xem là Không nhìn. cần phải Đó. đâu. Mọi người tín hộ em cái này bằng bao nhiêu với? Ok, tiếp theo là mình sẽ tính cái Gini của cái nốt strong nhá. Thì cái công thức mà trên slide ấy chỉ là công thức tín ở 0,375. mỗi một cái nốt thôi. 0,375. 0,375 đúng không? Cảm ơn. À, tiếp theo mình sẽ tính Gini ở strong nhá. Gini ở strong. Ê, 3 viết lại đi được không? Dạ. 3 viết lại số 2 đi kìa. Viết lại số 3 này. À, đấy số 3 mà. Cầu kỳ thế bạn. Không sợ người dùng sẵn cái kiểu sợ. Ok, 0,375. Gini strong thì N là bao nhiêu ạ? Có bao nhiêu cái là Gini là strong nhỉ? 1 này, 2, 3, 4, 6 5, 6. Rồi, N nâu là bao nhiêu ạ? một N nâu là 2. 3 3 hả? Còn N là 3 3. Thì Gini của strong sẽ là bằng 1 trừ cho 3 trên 6. Tất cả bình trừ cho 3 trên 6, tất cả bình cho bằng 0,5. Ok, thì sau khi mà mình đã tính được cái Gini weak và Gini strong rồi ý, thì mình sẽ tính cái Gini của cái wing này. Tức là tính được Gini của tất cả của các nốt con rồi. Thì giờ mình phải tổng hợp lại là xem với cái fixture wing này thì mình có Gini là bao nhiêu. Ok. Thì với cái fixture wing này có Gini là bao nhiêu thì nó đơn giản lắm. Nó chỉ là bằng tức là mình sẽ lấy tỷ lệ của hai cái này cộng lại với nhau thôi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ lấy Mình có hai cái chọn này số. cộng lại chia đôi thì nó vô lý đúng không? Thì trọng số chính là bằng số data point thôi. Giả sử đây là có n bằng 8 nhé. Thì sẽ nhân với 8 trên 8 cộng 6 là 14. Còn trọng số ở dưới này là sẽ là 6 trên 14. Đúng không? Trọng số chính là cái tỷ lệ data point thuộc vào cái nốt con trên số data point của nốt cha thôi. Thì ban đầu nốt cha có 14 con này, 14 data point này, chia vào weak thì là sẽ có 8 này, chia vào strong là 6 này, thì bên này sẽ có weight là 6 trên 14 và 8 này thì sẽ có weight là 8 trên 14. Thì suy ra cái Gini win này mình sẽ lấy với cái trọng số đấy thôi, Gini của cái win này nhá. Thì sẽ là bằng 8 trên 14 đúng không? Nhân với 0,375 cộng với 6 trên 14 nhân với 0,5 thì sẽ ra là 6 trên 14. đã 6 trên 14. theo trong Chắc chua. 6 trên 14 là bằng bao nhiêu? Ok, 0 phẩy 0,478. Ok, 3 phần 7 đi. Bằng 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 cái số 3 phần 7. Rồi, thì bây giờ mọi người đã biết cách tính Gini của nốt win rồi đúng không? Của cái feature win rồi đúng không? Thì giờ mình sẽ có rất là nhiều cách chia. Mọi người có thể bắt đầu từ cái feature outlook để chia ra. Có thể bắt đầu từ feature temperature để chia ra, humidity để chia ra và win để chia ra. Thì mình sẽ chọn cái feature nào để tiến hành chia cái decision tree này? Mọi người nghĩ là mình sẽ chọn cái feature có win có Gini lớn hay Gini nhỏ để bắt đầu tiến hành chia cái cây ra. Hả? À, tôi anh nhớ là Vinh cha là lớn á, nhưng mà hình như là nhỏ thì cái việc mà tối ưu hóa thì nó sẽ cái bước đường để nó xuống không nó sẽ nhanh hơn, Đúng rồi, đúng thì chính chính là cái anh nói thì mình sẽ bắt đầu chia ở cái feature mà nó có cái Gini là nhỏ nhất. Thì mình sẽ vẽ ra cho mọi người thôi. Giờ mọi người nhìn cái công thức Gini này nhé, thì mọi người có thể biết được là mình nên chọn Gini lớn hay Gini nhỏ thôi. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây công thức Gini ở đây đúng không? Mọi người nhìn công thức Gini bên này nhé. Hay là mình sẽ cắt qua, à thôi, nhìn bên kia cũng được. Xong rồi mình sẽ phân tích thôi. Giả sử nhé. Giả sử bên này là cái ví dụ của mình. Giả sử ví dụ của mình ở cái nốt nốt Y đi. Ở cái nốt Y đi, có 3 3 nâu và 0 0 Z thì Gini sẽ là bằng bao nhiêu? Thì Gini sẽ là bằng 1 trừ cho 3 trên 3 tất cả bình đúng không? Thì là bằng 1 trừ 1 bằng 0 đúng không? Gini bằng 0. Thì mọi người có thể nhìn thấy nếu mà mình có cái nốt Y mà còn nó có các data point như này chính chứng tỏ là cái nốt Y nó đã được phân loại thành công rồi.
mình không tiếp tục phân loại, mình không tiếp tục chia ở cái nốt y này nữa. Em hỏi cái gì từ từ ấy. Đã. Nói lại cái ví dụ. Tức là cái nốt Gini này nó biểu, nó có ý nghĩa là chỉ ra cái sự trong suốt của một cái nốt, đúng không? Thì cái nốt Y này nó đang có 3 no và 0 yes. Tức là chỉ có những cái data point thuộc lớp no nó mới vào cái nốt Y này thôi. Thì cái nốt Y này là ok nhất rồi, đúng không? Mình không cần phải chia tiếp nữa. Mục đích của decision tree là để chia ra. Nhưng em đang nói cái nốt Y này là cái gì? À, cái nốt Y là cái nốt bất kỳ thôi. Giả sử là cái nốt Y bất kỳ thôi. Thì nó có cái số data point như này. Thì Gini nó sẽ là bằng 0. Thì suy ra Gini bằng 0 chính là cái trường hợp tốt nhất mà mình hướng đến. Thế còn cái mà lớn nhất mà em nói đến là cái gì? Gini cha phải lớn nhất. À, cái Gini cha lớn nhất thì nó lại không liên quan đến cái này. Vì cái Gini cha lớn nhất, anh có hiểu là mình khi mà mình càng chia thì Gini nó càng nhỏ, đúng không? Đúng. Nên là Gini con luôn bé hơn Gini cha thôi. Nên Gini cha luôn là Gini lớn nhất thôi. Còn cái Gini bên này là khác, là cái số mà mình đang tính Gini của từng cái feature để mình tiến hành chia cơ. Anh có, anh tưởng tượng trong đầu đi, mình đang muốn xây dựng một cái cây, đúng không? Giả sử em vẽ một cái cây từ từ cái này nhá, mình có thể chia là ban đầu nhá, ban đầu outlook này. Em vẽ một cái cây bất kỳ thôi, mình sẽ lấy cái nốt feature để chia ra, outlook chia ra, sunny này, overcast này, rain này, đấy. Rồi xong ở bắt đầu cái nốt sunny này thì mình không dùng cái feature outlook để chia nữa, mà mình sẽ dùng feature là temperature để chia. Thì mình sẽ chia ra hot, cool, và mild, mild này. Đúng không? Mình sẽ chia ra như này. Thế á? Thì sau khi, tức là không phải chia ra như này đâu, chia ra như này nghĩa là những cái data point nào mà nó có outlook là sunny thì nó sẽ vào nốt này, và có cái temperature là hot thì nó sẽ vào đây. Thì cuối cùng cái data point này nào mà có sunny và hot thì nó sẽ vào đây. Là data point nào mà nó có sunny và hot thì nó sẽ vào đây. Anh hiểu không? À, chứ hiểu không? Ê, không, ý thế em nghĩ decision tree là gì? Có nghĩa là nó sẽ đi theo từng feature một á? Đúng rồi, nó đi theo từng feature một. Để em mở luôn một cái ví dụ decision tree cho anh hiểu nhá. Ê, từ anh mở, để anh xem lại slide rồi. Vì trong slide á, là thầy đang dùng cái feature liên tục, nên là anh sẽ nghĩ theo cái đấy. Không, ý là nó chỉ có một feature là x thôi và một feature còn lại là y. Cái ý là cái điểm ấy, anh nhìn định. Tức là anh nghĩ chỉ có một, mỗi một feature, đúng, nó có hai feature mà. Hai feature là x và y mà. À, là x. Đây. Là, nghĩa là y không phải đầu ra mà là x, y là feature. Đúng rồi, đây anh có thể thấy này, x bé hơn 4 và y lớn hơn 5 thì nó sẽ là xanh. Còn x bé hơn 4 thì nó sẽ đấy, là đỏ. Đấy đúng rồi, thì bây giờ đang tự nhiên nó xuất hiện cái thứ 3, cái thứ 4 nữa. Hay cái bài này đang có 4 feature đúng không? Thế nên anh đang bị dối. Bốn feature thì tiếp tục chia thì, tiếp thôi. Thì tại lúc đầu anh cứ nghĩ cái y này output xong rồi anh bảo không. Anh chưa hiểu lắm xong, nhưng mà anh thấy là nó chỉ set đúng một feature và cái set cái outlook đi kèm thôi. Thế anh thì ra là nó set các feature với nhau. Đúng rồi, nó set các feature với nhau, và cái mà cái ô màu xanh này chính là cái đầu ra mà anh muốn này. Nghĩa là x bé hơn 4 mà đúng và y lớn hơn 5 mà đúng thì nó sẽ là màu xanh. Còn x bé hơn 4 mà sai thì nó sẽ là màu đỏ. Ok chưa? Okay. Còn đây này, còn nếu mà đi theo cái nhánh này, nó giống như là câu if else trong vòng lặp ấy. Nếu mà if x bé hơn 4 thì là sẽ là màu đỏ, if bé hơn 4 mà sai thì nó sẽ là set tiếp các vòng lặp. Thì các vòng lặp trong trong cái rẽ nhánh ấy thì nó cũng tương tự như là cái decision tree này thôi mọi người. Ok, hiểu không? Ok, thì bây giờ nó đã xong cái việc mà chọn cái feature đầu tiên khi mà chọn cái Gini bé nhất rồi. Đúng rồi. Thì feature thứ hai cũng tiêu chí tương tự như thế. Chẳng nói, anh hiểu ý em rồi đúng không? Thì nó hơi phức tạp rồi. Ý là kiểu cái máy nó học rất không, là cái máy nó học dễ mà, nó chỉ học 4 lần thôi mà, nó chỉ cần tính 4 cái feature thôi mà. Để chọn được cái feature đầu tiên thì cái feature thứ hai để chọn học tiếp 3 lần nữa. Ủa, nhưng mà đấy là cái số 3 với 4 nên nó ngắn mà, nó có phải số N đâu. Chỉ cần có thể đếm được, tức là anh trong trong lập trình ấy thì những cái độ phức tạp mà kiểu 3 4 các thứ thì sẽ là độ phức tạp ô 1.
thì O1 luôn là cái dễ nhất. Còn nếu mà độ phức tạp nó sẽ tăng lên dần như là O(n) này, O(n) bình phương các thứ thì nó sẽ phức tạp hơn nhiều. Còn ở đây số Fischer nó có hữu hạn mà nên nó sẽ có thể tính được dễ dàng thôi. Thì mọi người có thể hiểu rồi đúng không? Thì mình sẽ chọn Fischer tương tự như thế. Mình sẽ chọn Fischer nó sẽ có cái Gini bé nhất. Thì mình nói tiếp cái phần này nhá. Thì giờ mình sẽ có một câu hỏi là Gini bằng, vì sao Gini nhỏ nhất thì nó tốt đúng không? Thì mọi người có thể nhìn thấy ví dụ ở đây thôi. Khi mà cái nốt này nó được phân loại chính xác là thành lớp nâu rồi thì mình sẽ có thể gán luôn cho cái nốt Y này là lớp nâu luôn đúng không? Vì bạn có ba cái nâu rồi mà, không cái Z thôi mà, nên mình có thể gán luôn cho cái này là lớp nâu. Và cái này chính là cái trường hợp tốt nhất, Gini nó bằng không. Còn giả sử một cái nốt bất kỳ khác nhé, một cái nốt G mà nó có hai nâu và hai Z này thì Gini của nó sẽ là bằng 1 trừ cho 0,5 bình phương trừ 0,5 bình phương đúng không? Và nó bằng 0,5. Thì đây chính là cái trường hợp tệ nhất, vì mình có hai data point là có class là null và hai data point có class là Z thì mình không thể biết được cái nốt này là thuộc class nào được. Mình vẫn chưa thể chia được cái nốt này. Nên là cái trường hợp này là cái trường hợp bé nhất và cái Gini của mình nó sẽ thuộc khoảng 0 và 0,5 nhé. Thì mình sẽ luôn chọn cái feature mà nó có Gini là bé nhất và mỗi cái feature thì chỉ được chọn một lần thôi đúng không? Vì cái điều kiện mà, điều kiện một lần thôi. Thì mình sẽ đối với cái trường hợp này nè, có 4 feature đúng không? Thì mình sẽ thì cái cây của mình nó sẽ là có nó sẽ được chia 4 lần. Mọi người hiểu như thế. Nó sẽ được chia 4 lần. Ok, thì giờ mọi người đã ok chưa? Thì mình sẽ viết tiếp, mình sẽ viết tiếp là cái cách chia như nào. Giả sử ban đầu nhá, mình nhìn ví dụ thôi. Ví dụ là cái win này là có cái Gini là nhỏ nhất thì mình sẽ chọn cái win này để chia. Thì ban đầu ở cái win này để chia đúng không? Thì bắt đầu là cái nốt y ở nốt nốt cha là win và mình sẽ chia ra ra hai nốt. Trong đó cái nốt này sẽ chứa những cái data point mà có win là bằng width. Và cái nốt này sẽ chứa những data point mà có win là strong. Đấy, rồi tiếp tục mọi người bắt đầu với mỗi cái nốt nhỏ này, với cái win bằng width này thì mọi người cũng sẽ tiếp tục lấy ba cái feature là outlook, temperature và humidity. Thì giả sử win bằng width mình sẽ chia ra, mình lấy cái temperature nhé. Thì có temperature là hot này, mild này và cool này. Đấy. Mọi người sẽ tiếp tục chia ra đến lúc nào là mình dừng lại. Mọi người có biết là lúc nào là mình dừng lại không ạ? Khi cái có cái nhánh nó không chia nhỏ nữa khi mà cái gì nó không. Đúng rồi, khi mà Gini nó bằng không thì không cần chia nhỏ nữa. Gini nó bằng không khi nào? Khi mà trong cái nốt đấy chỉ chứa những cái data point có cùng loại thôi thì mình sẽ không chia nữa. Ok, thì đấy chính là cái cơ chế hoạt động của decision tree. Thì nếu như mọi người vẫn chưa hiểu lắm á thì em sẽ đưa cho mọi người cái cây mà người ta vẽ luôn được luôn trong thực tế. Thì mọi người có thể nhìn cái cây này nhé. Đây, nhìn luôn cái cây này đi. Thì cái mà em vừa nói á, là với những cái feature mà nó là dạng categorical, nghĩa là nó có hai kiểu, nó là categorical thôi, chưa chưa xét đến biến liên tục. Còn trong cái ví dụ này là có biến liên tục thôi, thì mọi người cũng nhìn theo em như này nó dễ hiểu lắm. Thì ban đầu nhá, natu kali này mà bé hơn 14, mà nếu là true thì nó sẽ qua cái nốt này, nếu là false thì nó sẽ đến cái nốt màu hồng này. Thì mọi người có thể, đây là Gini mất rồi, thôi để em lấy cái bài mà tính theo Gini thì cho mọi người dễ hiểu luôn. Đây chính dạ đây. Dạ đi gọi tên feature là y à? Lỗi. Đâu rồi?
Đây. Bài slide gọi tên Richard là y đó gọi x1 x2 quan chiếu lên cái chụp tạo. Sao không thấy? À, thôi mọi người có thể nhìn ở đây. Thì đây nhá. Nếu mà cái len này mà bé hơn 2,14 mà là đúng thì nó sẽ là qua cái nốt màu cam đúng không? Thì cái nốt màu cam nó có Gini bằng 0 rồi thì không cần tiếp tục chia nữa. Vì những cái nào thuộc cái nốt màu cam này thì nó sẽ có class là bằng xe tô xa luôn. Thì mình sẽ dừng chia. Dừng chia ở cái nốt màu cam này. Ok, à, tiếp tục nếu mà cái len này mà nó bé hơn 2,45 mà nó là forensic, tức là cái len mà lớn hơn 2,45 ấy, thì mình sẽ tiếp tục lấy cái feature là feature wide để tiếp tục chia. Thì feature wide bé hơn hoặc bằng 1,74. Nếu mà đúng thì nó sẽ là qua màu xanh lá cây, sai thì nó sẽ là qua màu tím. Và tiếp tục ở dưới này mình sẽ chọn luôn cái feature tiếp theo. Thì ở đây á, người ta dùng cái feature, người ta dùng lại feature trong cái data ở trong trong cái tree này, mình người ta có thể dùng lại feature thì nó có hai kiểu thôi. Một là mình có thể dùng lại cái feature ở trên này, dùng lại cái feature là len này, hoặc là mình có thể không dùng lại cũng được. Tại sao nó đi dùng lại mà trời ơi, đúng không? Nó đi dùng lại nhưng mà nó đi thế dùng thì lại. Cho anh hỏi bài toán này con có mấy feature là anh chưa có cái nhìn tổng quát. Bài toán này có bao nhiêu feature? Trong cái trường hợp này nó đi dùng lại, anh biết vì sao nó dùng lại không? Vì cái feature này nó là số liên tục nên nó mới có thể dùng lại được. Còn nếu mà feature của anh kiểu dạng category cố như kiểu nam nữ các thứ thì nó chỉ cần chia một lần xong rồi nó có cần dùng lại nữa đâu. Nhưng mà cái này là cái số liên tục ý. Không, nhưng mà anh muốn hỏi là nó hiện tại đang có bao nhiêu feature và tại sao nó không dùng nốt những feature kia đã rồi bắt đầu dùng lại? À, thì nó... Thì nhưng mà giả sử nhá, nó dùng cái feature A rồi đúng không? Nhưng mà đến đến cái đoạn feature B á, nó thấy feature A, nó tính cái Gini cho feature A á. Cái Gini cho feature A vẫn là nhỏ nhất thì nó vẫn tiếp tục dùng lại thôi. Nó dùng lại là vì Gini của feature đấy nó nhỏ nên nó mới dùng lại. Nhưng mà đây nó dùng lại là vì cái feature này nó là dạng liên tục nên nó mới có thể dùng lại được. Nên là anh hơi khó hiểu chỗ đấy, kiểu như đấy nhá. Trong cái ví dụ bài giảng á, anh có thấy feature x nó được dùng lại không? Vì nó là dạng liên tục á nên là người ta mới có thể dùng lại. Tại lúc lúc đấy anh đang nhìn theo biểu đồ thì anh thấy nó hợp lý thôi. Thì về nhìn lại thì mình biết là đang dùng lại. Vâng, nó dùng lại nhưng mà nó không bị mâu thuẫn. Là bởi vì nó là dạng liên tục thì mọi người có thể thấy này, x bé hơn 4 thì nó là đỏ nhá. Còn x lớn hơn 4 thì nó sẽ tiếp tục chia vào cái nhánh y lớn hơn 5. Y lớn hơn 5 này thì nó chia biết là nó x bé hơn 7 thôi chứ nó vẫn lớn hơn 4 mà. Đúng đúng đúng. Đúng không? Bé hơn 7 nhưng nó vẫn lớn hơn 4 nên nó vẫn có thể dùng lại được. Thì anh đang thắc mắc cái vấn đấy ở bài toán kia là tại sao nó chưa dùng các feature kia đã mà bắt đầu dùng lại. À, cái bài toán kia vì sao nó không dùng lại đúng không? Bởi vì nó là dạng categorical đấy à, không, anh có hỏi thế đó dạ. Em bảo là cái bài mà em vừa chỉ, cái cây mà em vừa chỉ ấy. Dạ. Thì không, em mở lại cái cây rồi. Cái cây em vừa chỉ nó cũng dùng lại mà. Nó có dùng lại mà. Thì ý là tại sao nó chưa dùng các feature kia đã rồi bắt đầu dùng lại? Hay là cái việc mà để nó xác định là dùng lại hay không thì cũng là dựa vào việc nó tính cái... Đúng rồi. Gini. Đúng rồi, nó tính Gini ra. Và Gini của feature nào mà nó nhỏ nhất thì nó lấy thôi. Chứ nó không không tính theo cái nó kiểu... Và nó được dùng lại cái này tại vì cái này liên tục. Đúng rồi. Nên là nó sẽ là... Liên tục. Có trong cái danh sách để nó chọn. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà nó là dạng categorical thì chỉ cần chia một lần thôi mà. Giả sử ở đây giới tính là nam thì nó qua đây nam, qua đây nữ thôi. Thì từ nó đã là nữ rồi thì cần gì chia nam với nữ lại nữa đúng không? Nhưng mà cái này là dạng liên tục á. Nên là x bé hơn 4 thì nó vẫn có thể chia vào cái nốt bé hơn 7 tiếp được và lớn hơn 7 tiếp được. Okay. Nên đó là dạng liên tục nên người ta mới dùng lại. Còn dạng categorical thì chỉ chia đúng một lần. Thì data của mình trong thực tế cũng thế mà. Nó vừa có dạng liên tục mà vừa có dạng rời rạc. Như là giới tính thì nó là dạng rời rạc nam nữ đúng không? Nhưng mà số cân nặng thì là nó là dạng liên tục. Thì mình có cả hai cái đấy thì mình phải làm cho hai kiểu luôn. Nhưng mình không thể làm mỗi một kiểu, mỗi một cái cây được. Mình phải chung cả hai lại.
Thì mọi người đã hiểu chưa? Hiểu vì sao liên tục thì có thể dùng lại được, còn dư ra thì chỉ dùng một lần. Và cái việc chọn cái feature nào để chia thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ tính Gini của mình. Gini nào mà nhỏ thì mình sẽ lấy cái feature đấy thôi. Ok, thì cơ bản là thuật toán decision tree của mình chỉ là như thế thôi ạ. Và mọi người có thể thấy nếu mà trong thực tế khi mà mình có nhiều data point và nhiều class, nếu mà mình cứ chia như này, chia mãi thì cái chiều dài của cây á, nó sẽ rất là dài đúng không? Và mình sẽ bị overfitting, tức là mình sẽ chia đến cái nốt tận cùng nhỏ nhất luôn. Mình sẽ chia đến lúc nào mà mỗi cái nốt nó chỉ có một class duy nhất, thì như thế nó sẽ là bị overfitting. Nên là trong thực tế thì người ta sẽ phải giới hạn cái độ cao của cái cây, tức là giới hạn cái lần chia. Người ta giới hạn cái lần chia để cho cái thuật toán của mình không bị overfitting. Và ngoài ra thì còn có nhiều cách để tránh overfitting, thì nếu ai muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu sau. Thì có một cách chính là giới hạn cái chiều dài của cây. Và có một cách khác là khi mà người ta sẽ có một cách khác nhá, thì em nói cách khác. Thì cái cách khác là người ta cứ xây dựng cái cây cho đến cái chiều dài tối đa luôn, sau đấy người ta sẽ tiến hành cắt tỉa cái cây đấy đi. Nghĩa là người ta xây dựng ra nó lớn như thế, xong rồi người ta cắt tỉa đi cho nó đơn giản hơn, kiểu như là từ phức tạp người ta làm cho nó đơn giản hơn. Làm sao mà cắt được? À, làm sao nó cắt được thì nó cũng hơi phức tạp một chút. Người ta cũng tính dựa vào cái độ Gini thôi, kiểu như là người ta sẽ cắt bên này hoặc là cắt bên này, xem cắt bên nào thì Gini nó nhỏ hơn thì người ta sẽ cắt ở chỗ đấy. Đó, kiểu như thế thôi. Thì cái đấy gọi là pruning. Thì mọi người nếu muốn đọc á, thì cái cắt tỉa đấy chính là pruning trong decision tree này đấy. Thế còn cái việc mà người ta đặt ra được một cái mức nào đấy giới hạn cho nó thì dựa vào cái gì? Thì người ta xây dựng cho đến cái chiều cao đấy thì người ta không tiếp tục chia nữa thôi. Nhưng mà cái giới hạn đấy là mình thích đặt bao nhiêu rồi? Vâng, thì mà bao nhiêu đặt vào trong cái thư viện ấy. Ý anh là đến mức nào đấy thì mình biết là nó bị overfitting. Trong thực tế nếu mà số lượng data mà lớn thì bình thường người ta hay đặt kiểu một con số nhất định, kiểu như là len nó bằng 20 chẳng hạn, 20, 10, 50 các thứ. Thì cái đấy chính là hyperparameter và mình sẽ phải đi tune nó. Nghĩa là mình sẽ chạy với nhiều model. Giả sử mình chạy model 1 là cái chiều dài là 10, chạy model 2 chiều dài là 20, chạy model 3 chiều dài là 100, thì xem model nào có accuracy tốt hơn thì mình sẽ lấy cái model đấy. Vì cái len đấy là hyperparameter mà, nên là mình phải tuning nó. Cái việc so sánh đấy là bằng accuracy đấy cũng là một phần, ngoài ra có thể là dùng một cái đúng rồi là em đang nói metric nói chung thôi. Còn cái đấy là mình có thể chọn lựa trong thực tế và trong cái thư viện SQLearn mà mình học ý. Đây nhá, giả sử trong thư viện SQLearn mà mình học nhá, thì nó cũng có tham số luôn. Đây này, cái tham số MacDepth này chính là cái chiều dài tối đa mà mình có thể xây cái cây đấy lên. Thì đấy chính là cái MacDepth này. Ngoài ra thì cái phần criterion này thì mình đang chọn là Gini. Ngoài ra mình có thể có những cái criterion khác như là entropy hoặc là log loss nữa. Thì nó cũng có một chung mục đích, chính là đo cái độ trong suốt của việc chia thôi, đo cái độ trong suốt của cái nốt thôi. Nhưng mà nó sẽ tính bằng cái công thức khác. Còn nếu mà cái default parameter của decision tree trong SQLearn thì nó sẽ dùng cái Gini để tính cái độ trong suốt của cái nốt. Thì mình cứ dùng Gini thôi. Thì mình có thể chuyển qua entropy hoặc log loss các thứ. Mình cứ thử thôi, thử xem cái nào thì nó tốt hơn thì mình lấy. Cũng không có cái đáp án nào cụ thể đúng không? Mọi người đều biết mà, mỗi cái parameter, hyperparameter đều phải chọn mà. Nên là cái default thì nó sẽ là Gini. Ok, mọi người đã hiểu cái việc chia cái cây này ra chưa ạ? Hiểu vì sao mình chọn cái feature này để chia, feature kia để chia các thứ. Thì mọi người đã hiểu được là làm sao trong cái bài của anh ấy, trong cái slide ấy, thì làm sao mình có thể chọn cái feature X để chia ban đầu các thứ. Thì nó sẽ dựa vào cái Gini thôi. Anh cứ bỏ tiền cây là cái gì? Pruning. Pruning. Pruning.
nó là cắt tỉa. Thì cái đấy là để chống overfitting thôi. Thì cái đấy mình làm sao bình thường thì mình sẽ dùng cái mắc dép là nhiều nhất, còn pruning thì hơi ít dùng. Mắc dép thì cho có trong thư viện sẵn rồi á, mình chỉ cần giới hạn cái mắc dép của nó thôi. Có ai có câu hỏi nào không ạ? Anh hiểu chưa? Anh hiểu là vì sao chọn feature nào để chia cho. Ban đầu như vừa nãy có một cái là win đúng không? Dạ. Thì cái win nó cũng có cái strong và weak, tức là hai cái như thế. Dạ. Và tại sao không lấy ví dụ như là cái readability thì nó cũng là có hai, nó chỉ có hai và không một. À không, để chọn nhá, để chọn cái feature thứ nhất đúng không? Ừ. Mình đang nói feature đầu tiên được chưa? Để chọn cái đấy ra thì có phải ví dụ với cái win chúng vừa tính ra được là bằng 3 phần 7 không? Thì tương tự chú cái máy ấy, nó sẽ học nốt cả bốn cái kia đều chọn là cái đều mỗi một cái sẽ là một trường hợp chọn cái đấy là cái thứ nhất đúng không? Thì sẽ bốn trường hợp đúng không? Trường hợp nhất là chọn win là cái nhất, thứ hai là cái kia, nhất thứ hai là cái nhất, đều là cái nhất thôi nhá. Xong rồi nó sẽ tính ra cái Gini của nó của từng trường hợp đấy. Tức là cả bốn cái feature này đều đều được đúng, mang ra đều được để mang trong thử là cái thứ nhất. cái thứ nhất. Đúng Ừ, rồi. và nó sẽ chọn là cái nào có Gini À, nhỏ nhất. ok. Tại vì là khi mà nhỏ nhất thì nó sẽ dễ tiến đến không nhất đúng không? Cái bước nó sẽ ngắn. Ừ. Tương tự với feature thứ hai đấy, bắt đầu ví dụ chú chọn được win rồi thì còn ba feature còn lại đúng không? Thì tương tự nó bắt đầu cũng thử Rồi. là cái thứ hai ra. Rồi. Và nếu giả sử có một cái là có những cái feature nó dạng liên tục thì ở cái bước gọi là cái bước mà cách đấy một bước, ví dụ nhá, chú đã chọn cái thằng win ở bước 1 rồi thì ở bước 3 chúng mới được chọn loại tiếp đúng không? Tại vì rõ ràng nếu mà nó thực hiện được bước 2 thì nó thực hiện luôn từ bước 1 đúng chưa? Thì đến cái bước mà cách đằng sau đấy cộng 2 đấy thì nó sẽ được mang cái vào trong loại danh sách để so sánh với bọn kia tất cả Vâng. những thằng liên tục. Vâng, đúng rồi ạ. Thì tại bước đầu tiên thì mình sẽ lấy ra tất cả các feature và tính Gini tương ứng với các feature đấy. Nếu mà Gini tương ứng với feature nào nhỏ nhất thì mình sẽ lấy cái feature đấy làm cái nút bắt đầu, làm cái nốt bắt đầu. Thì trong trường hợp này ví dụ là lấy cái win là làm nốt bắt đầu. Mình chỉ sẽ chia ra hai cái nốt là weak và strong. Rồi ban đầu đến cái nốt weak này thì mình sẽ lấy cái ba feature còn lại tính Gini ra và tiến hành chia tiếp. Thì mình sẽ chia như thế ạ. Chia ví dụ là vừa nãy có một cái là x lớn hơn 4 đúng không? Là x, x nhỏ hơn 4 đúng không? Vâng. Thì cái x nhỏ hơn 4 đấy là ví dụ là nó trên cả một cái trục số như thế Vâng, thì mình thì sẽ chia như nào đúng không? Là tức là với giá trị liên tục thì mình sẽ tiến hành chia như nào? Vâng, thì với giá trị liên tục ý, nếu mà với giá trị categorical thì anh hiểu cách chia rồi đúng không? Chỉ cần chia ra lớp thôi. Còn với giá trị liên tục ý, thì nó sẽ chia như này. Nó cũng nằm trong cái bài của thầy của em. Đợi đợi em dở đến cái đấy. Thì nó người ta sẽ discretize nó ra, tức là giả sử nhé, cái giá trị của mình nó nằm trong khoảng 0,1 đúng không? Thì người ta sẽ chia thành 4 lớp là nằm từ 0 đến 0,25, 0,25 đến Làm sao 0,5. người ta biết là nên chia thành 4 lớp hay mấy lớp? À, cái này thì nó cũng phức tạp hơn một chút. Nếu mà em muốn tìm hiểu sâu thì em có thể tìm hiểu kiểu như là người ta sẽ ở đây người ta chia thành 4 lớp thôi. Còn ở trong cái bài của lecture của anh đấy thì anh sẽ Ba chia lớp. thành 4 này rồi 7 này. Thì ban đầu vì sao người ta chọn 4 từ từ 0 đến 10 đúng không? Vì sao người ta chọn 4 để bắt đầu đúng không? Thì theo như em biết đó thì người ta sẽ lấy hết, người ta thử hết từ 0 đến 10, người ta sẽ sample ra khoảng khoảng kiểu 100 số từ 0 đến 10 chẳng hạn. Xong người ta sẽ tính Gini tương ứng với 100 số đấy. Thế người ta sẽ Cái gì có em nói lại rồi. tức là giả sử đây là mình đang chọn 4 là ít bé hơn 4 để chia đúng không? Thì trong thực tế thì trong trong cái thuật toán ấy thì người ta sẽ lấy 100 số nằm giữa 0 với 10 bất kỳ. Xong người ta sẽ tính là ít bé hơn cái số đấy thì sẽ lấy cái số nào mà cho Gini nó nhỏ nhất thôi.
Thì cuối cùng người ta chọn 4, chính là khi mà chị lấy 4 á thì nó sẽ cho Gini nhỏ nhất, thì người ta sẽ chọn 4. Nhưng mà có nghĩa là người ta cũng chỉ xác định được khoảng đầu tiên thôi, là từ 0 đến 4 thôi. Chứ còn những khoảng sau thì là tính sau. Đó, đến 7 thì người ta cũng bắt đầu tiếp là lấy ra để chia. Tức là người ta không thể biết được 4 là đấy nhỏ tốt nhất được, nên là người ta phải lấy hết sample 100 số nằm trong khoảng từ 0 đến 10 này. Xong rồi trúng số 4 thì nó có Gini nhỏ nhất thì người ta lấy là 4. Chứ đúng rồi, máy nó tính liên tục. Cái này, nhưng mà cái đấy chạy lâu lắm nhỉ? Không, nhưng mà anh nghĩ là nó lâu thôi. Anh nghĩ là nó lâu thôi, nhưng mà một phát tín trong máy tính tín nó chỉ mất kiểu siêu ngắn đó, nên số 100 nó kiểu siêu ngắn luôn. Có nghĩa là kiểu khi mà nó đã chung một công thức như thế đúng không? Đúng rồi. Thì nó sẽ tính rất là nhanh, kể cả bao nhiêu lần nữa. Chỉ cần không đến vô cực là được. Vì anh nhìn 100 thì nó nhiều, nhưng 100 so với máy tính thì nó rất là ít. Kiểu như dataset của mình nó 100.000 data point cơ, mà nó chỉ cần forward khoảng 2-3 giây nó đã tính ra được cái kết quả của model ra rồi. Nó nhanh cực luôn á. Đây là bình thường mấy cái dataset mà mình làm á, nó nhiều lắm, nhiều data point lắm. Đây này, giả sử cái XE trong Iris data các thứ á, để em sort ra xem bao nhiêu data point nhá. Đây, XE đúng không? Thì giả sử mình lấy X xếp ra. Đây nó có 150 thôi, cái này thì hơi ngắn. Nhưng mà 150 này nó cứ forward một, chắc chưa đến 0,1 giây nó đã ra kết quả rồi. Nên là số kiểu 100 so với nó rất là ngắn ý, nên anh không cần quan tâm cái đấy đâu. Kiểu lúc nào mà nó lên kiểu 10 mũ 9 các thứ thì anh mới quan tâm. Còn mới 10 mũ 2 các thứ thì nó nhỏ lắm. Bình thường trong vì biết vì sao đến 10 mũ 9 thì anh cần quan tâm không? À không, trong Python thì nó không nói như thế được. Còn trong C các thứ ý, trong ngôn ngữ lập trình C ý, thì cái biến integer nó chỉ khoảng đến 10 mũ, mười mấy là nó đã hết cái range của nó rồi. Còn nếu muốn tăng cái range lên thì mình phải dùng những cái số nó lớn hơn, như là long in các thứ. Long in tức là long integer á, rồi long long các thứ. Thì nói chung là đến 10 mũ mấy thì em mới cần quan tâm, còn mới 10 mũ 2 thì chưa cần quan tâm vội. Nên là nó sẽ lấy sample 100 số khoảng trong khoảng này, rồi tính xem là với cái số nào thì nó cho Gini là nhỏ nhất thì nó sẽ lấy. Đấy chính là cái cách chia khi mà data feature của mình dạng liên tục. Thế còn một câu hỏi nữa. Dạ. Làm sao biết là nó nên chia ra thành trong khoảng? À thì cái số 100 này em nói em vui thôi. Còn trong library của nó thì nó sẽ chọn một cái số cố định khoảng 1.000 các thứ, thì nó cứ lấy khoảng như thế. Nó cảm giác rất là giống cái bước dịch giống của Lanier ấy, kiểu như anh bước gì ạ? Cái bước tăng, bước nhảy của Lanier. Đấy là learning rate rồi. Nó cũng không giống lắm. Không, ý anh đang tưởng tượng, tại vì nó cũng là cái dịch cái đường này thôi mà. Kiểu anh hiểu ý em. Cứ chắc là thôi anh thế cứ hiểu số đấy mặc định số đấy mặc định và cái đấy là trong library nó tự tính thôi, mình không cần tính. Còn kiểu anh hiểu hiểu cái bước đấy như kiểu sample ra từ một cái phân phối đúng không? Giả sử anh có một cái phân phối là phân phối Gaussian đi, thì mình muốn sample ra 100 số, xong rồi mình lấy min của 100 cái data point đấy. Thì giả sử nhá, mình có phân phối Gaussian, anh nhớ phân phối Gaussian là có min với standard STD đúng không? Có mi với sigma đúng không? Thì giả sử mình lấy phân sample từ cái phân phối mi bằng 0, sigma bằng 1, xong rồi mình lấy sample ra 100 số. 100 số đấy xong rồi mình lấy min của 100 số đấy thì nó sẽ xấp xỉ là 0 luôn. Thì nó là định lý giới hạn trung tâm đấy. Thì nó trông sát sát thôi. Nó sẽ lấy sample ra thôi. Thì trong này người ta cũng lấy sample ra 100 số trong khoảng từ 0 đến 10. Còn cái số 100 thì em nói cho vui thế thôi. Còn trong số đấy bằng bao nhiêu á, thì trong cái thư viện người ta sẽ tự mặc định đấy. Kiểu như khoảng 1.000 chẳng hạn thì nó sẽ, người ta sẽ phụ thuộc vào cái memory các thứ, nói chung là phụ thuộc vào cái tốc độ tính toán các thứ. Lấy cái số nào mà nó có thể tính được thì nó sẽ lấy càng nhiều càng tốt đúng không? Còn nếu nhiều quá thì nó là
đúng rồi, nó bắt đầu chia khoản ra. Như như đây này, trong thư viện đó anh có thể. Dạ. Không, data void là giới hạn từ bao nhiêu bao nhiêu thì nó sẽ đo là cái nhỏ nhất. Ừ, data void cái giá trị đấy mình chỉ cần lấy max với lấy min là biết được max min là bao nhiêu thôi mà. Ừ. Bên này anh có thể nhìn thấy ví dụ ở trong 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 thư viện làm này. Nó lấy cái số lẻ đúng không? Tức là cái số này đúng là nó sample ra em đấy. Hiểu ý chú, giả sử mà từ 0 đến 10.000 là xong đến lúc mà nó phải chia mỗi một cái ra thành 10 đúng không? Thì nó sẽ rất là lớn, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái độ phân bổ của đấy. Giả sử từ 0 đến 10.000 nhưng mà nó cũng nhảy từ 0 lên một phát lên mười mấy chẳng hạn. Thì nó sẽ cái bước nhảy nó cũng sẽ lớn dần theo phải không? Nói chung là cái việc chia ra bao nhiêu khoảng là phụ thuộc vào max với min nữa, cũng cũng giống như anh, nhưng mà cái đấy là trong library làm rồi, còn em biết biết được cái mặt ngoài của nó, còn cái mặt trong thì chia bao nhiêu càng chia nhỏ càng tốt đúng không, còn chia bao nhiêu thì thư viện nó làm. Đây này, trong này anh có thể thấy là cái số nó lẻ lắm, cái số nó 14.615, tức là nó đã chia thế, nhỏ lắm rồi cho mới chia được. Từ từ anh chưa hiểu xong cuối cùng cái mục đích của cái decision tree như nào, nó có nghĩa là nó sẽ vứt vào một cái data point, ví dụ cái này, ví dụ cái ở trong slide đang có hai feature đúng không? Đã. Nó sẽ vứt vào data point của hai feature xong bắt đầu nó đưa vào cái mô hình đấy, đưa vào cái để xem nó sẽ chạy về cái chạy về cái node nào. Thì nó cũng giống như là if else, giả sử trong cái cây này nhá, if x bé hơn 4 mà là đúng thì nó sẽ qua cái node y lớn hơn 5. Còn y lớn hơn 5 mà đúng. À, tức là đây nhá, giả sử em nó đang sẽ đầu, nó sẽ đầu ra là hoặc là màu đỏ màu xanh. Đúng rồi, đầu ra là các màu xanh này, anh có thể thấy là tất cả các cái nhánh này đều quay về cái nốt đỏ và nốt xanh hết. Giả sử đi theo đường này về nốt đỏ, đi theo đường này về nốt đỏ, đi theo đường này về nốt xanh, đi theo đường này về nốt xanh. Ok chưa? Đây, giả sử qua bên tay. Thôi, để em viết ra. Thôi nhưng mà anh hiểu rồi đúng không? Nhìn cái cây này là hiểu rồi đúng không? Không, anh hiểu nhưng mà anh đang nghĩ là còn ngoại lệ nào không? À không, làm sao có ngoại lệ nào nữa. Đây nhá. Em chưa làm dùng cái này bao giờ. Ok, giả sử. Thôi. Thôi mọi người hiểu rồi mà đúng không? Giả sử nhá. Anh hiểu rồi đúng không? Hiểu. Thì nó sẽ giống như if else ấy anh. Giả sử qua bên này là for, bên này là to đi. X bé hơn 4 mà for thì nó sẽ vào màu đỏ. X bé hơn 4 mà to thì nó sẽ nhảy tiếp đến cái nốt y lớn hơn 5. Y lớn hơn 5 mà for thì nó sẽ nhảy đến cái nốt này. Còn y lớn hơn 5 mà to thì nó sẽ là màu xanh. Tiếp tục đến cái nốt này. X bé hơn 7 mà for thì nó sẽ vào màu đỏ. X bé hơn 7 mà to thì nó sẽ màu xanh. Thế thôi. Em thấy là cái decision tree này tỷ lệ đúng nó không cao cho lắm. Đâu rồi, hình như kết với kết thúc từ đợi em thì cái tỷ lệ chính xác nó sẽ cao hơn. À. Chứ còn nếu mà data mà nó ít thì nó dễ sai. Chứ chắc tùy thuộc vào cái phân bổ của data. Ví dụ tự nhiên nó rõ ràng là cái vùng màu đỏ sẽ nằm bên tay trái. Em vừa lại lên. Đã. Thì cái đường vạch nó rất là dễ để chia. Nên trộn lẫn giữa màu đỏ với màu xanh. Thực tế là nó không được số lượng mà lượng phức tạp. Ê, anh nói lại đi ạ. À, không, sao? Dạ, à, vâng. Linh hết lại là sao thì vậy? Hồi trước em có một cái link á, em dùng nói chuyện với bạn ấy, em dùng từ lâu lắm rồi mà giờ em vẫn đang dùng được. Mà sao bữa nay không dùng được luôn chỉ cho nhưng mà cái link cũ thì nó vẫn cho dùng. Cái link em dùng từ một năm về trước rồi giờ vẫn dùng được, gọi mấy chục tiếng cũng được luôn đó, gọi lâu vẫn được. Mà sao giờ để em thử bấm vào cái link này xem. Thôi em giảng tiếp không được luôn nè. Vâng, thế thì mọi người tắt mic cho. Em sẽ nói qua bài lab nhé, mọi người hiểu qua được decision tree là như nào rồi đúng không ạ? Hay hiểu rồi đúng không? Ok rồi. Ok,
Thế mình sẽ đến với bài lab ngày hôm nay thôi. Thì bài lab nó cũng 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 đơn giản thôi, chỉ cần kiểu đây nhá, mình sẽ nói qua cái bài lab Iris dataset này. Thì nó là cái dataset dạng hoa ấy, thì mình cũng như cái bước ban đầu load dataset này, xong rồi có x với y, và cái cách mà gọi trong gọi model ấy thì cũng tương tự như naive Bayes logistic hoặc là regression các thứ. Thì mình cũng chỉ cần gọi từ cái sklearn này thôi, và cái sklearn này nó sẽ có cái hàm là decision tree classifier. Thì đây là chính là cái decision tree, nó còn có một cái phiên bản khác là phiên bản regression như như anh teacher có nói, nhưng mà nó sẽ hoạt động theo một cái cơ chế khác. Còn đây là mình đang dùng decision tree để phân loại, thì mình sẽ gọi là decision tree classifier. Và sau khi mà mình gọi xong thì mình fit dataset và mình sẽ plot ra ở đây. Thì mọi người có thể thấy là mình ở đây mình dùng cái thư viện là GraphViz này và GraphViz để mình có thể plot ra được cái tree này. Thì mọi người dùng những cái câu lệnh này nhé. Thì đây là cái câu lệnh từ cái thư viện GraphViz này thôi. Và sau khi mà phân loại ra ấy, plot ra ấy, thì mọi người có thể thấy là người ta vẽ luôn cái tree cho mình này. Thì từ cái tree này mọi người hiểu chưa ạ? Hiểu cái tree này hoạt động như nào chưa? Đây, bắt đầu từ cái nốt này, nếu mà true thì vào đây, false thì vào đây, tiếp tục nhảy cốc đến tất. Mọi người có biết là cái cây của mình á, khi nào nó là nốt lá không? Nút lá chính là những cái nút mà không có con, không không thể chia tiếp. Thì đây giả sử cái nút màu cam này chính là nút lá vì nó không có cái nút con nào, đúng không? Còn cái nút màu trắng này là nút nút có con nên nó không được coi là nút lá. Thì trong decision tree cũng thế, mình sẽ nhảy đến tất cả các nút lá vì cái nút lá chính là cái nút cuối cùng mà mình hướng đến, đúng không? Giả sử ở đây nếu mà true thì mình nhảy đến cái nút lá này rồi thì mình sẽ dừng lại. Còn nếu mà tiếp tục nhá, Ê, tiếp từ 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 anh hỏi đi. dạ Đến cái vị trí đấy thì ừ cái ở chỗ dòng thứ hai ấy, nó có petal length này dạ là nhỏ 4,95 này, bên kia nhỏ 4,85 thế là sao? Ừ nó xong lại như này. Đúng Thế rồi. thế cái này có khi lại là em cũng không biết nó hoạt động như nào, tại sao nó lại chia như này nhỉ? Thế Có giới thế nhá, đâu, petal length có khi nó lại 1,65 1,55 chia theo regression. không, nó lại tụi tụi em nghĩ đó, vì sao nó lại như này nhỉ? À thật đấy, nhưng mà về cơ bản chung thì mọi người cũng ok đúng không? Còn cái này thì Em cũng xem được. còn cái này vì sao lại như này ta? Hơi ảo, thôi mọi người bỏ qua cái này đi. Để mình đến dataset tiếp theo xem nó có dễ hiểu hơn Ơ, nhưng không. mà cái dùng cái gì mà vẽ đấy? À, dùng cái GraphViz này thôi. Chứng tỏ là nó không phải là một cái ảnh được GraphViz đặt này. vào. No, người ta Thì tức là vẽ. sao? Ừ, nghĩa là Không nó được. đúng đấy. Nhưng mà em nghĩ là cái cách chia này á sẽ phụ thuộc vào thư viện nó làm như nào đối với cái feature liên tục thôi. Giả sử với feature liên tục nó làm như này, nhưng mà chắc để em đọc lại cái phần này á. Ok. Còn bình thường thì nó sẽ chia như như đúng như 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 bài giảng thôi á anh. Còn vì sao nó chia như này thì đây, đúng rồi, vẫn tiếp tục như thế thôi nhá. Thì cái dataset đấy người ta cũng chỉ làm có ngắn gọn, cũng là đọc dataset xong rồi fit vào cái mô hình thôi. Thì mình xem cái tree này xem có dễ hiểu hơn không. À đây đây chính là cái mà em nói luôn nè, cái outlook với cái humidity đó. Thì ở trong này á, ở trong này Wow, xem nào. cùng một data. Dạ. Cùng một data. À, mọi người biết vì sao không? Cùng một data nào ạ? Thế À, cái này chắc là thầy của em lấy cùng data. Đấy, nó chính là cái data này thôi, mình mình nói luôn bảo cái data này cho nó nhanh. Đây nhá, cái weather này chính là những cái vừa nãy mình vừa nói thôi.
Thì có một cái điều lưu ý cho mọi người á, nghĩa là những cái data này nó đang ở cái dạng categorical đúng không? Nhưng mà cái thuật toán nó chỉ nhận những cái feature nó dạng số thôi. Nên là mình phải label encoder nó, nghĩa là giả sử cái width này nó có hai cái class là width và strong, thì width nó sẽ tương ứng với 0, còn strong tương ứng với 1. Còn humidity á, còn temperature này nó có ba cái class là hot, mild và cool, thì hot nó sẽ tương ứng với 0, mild là 1, còn cool là 2. Thì đấy, người ta sẽ dùng cái label encoder của thư viện SKLearn để encode các feature có dạng rời rạc này thành 0, 1, 2, 3 các thứ. Thì mình sẽ bấm gọi cái label encoder này ra thôi và apply vào cái weather này. Thì bây giờ cái dataset của mọi người nó sẽ có dạng như này. Đây, temperature thì nó sẽ là 1120 này. Mọi người có thể hiểu không ạ? Chứ còn nếu mà mình truyền vào như này thì máy tính nó không thể học được ấy anh. Thì nó sẽ là dạng như này. Và để dạng ID luôn. Dạ. Nó sẽ không tính là một feature. Cái đây. Đây ID này đúng không? Đúng. ID này là không tính. ID này là cái index. Cái index thôi. Người ta bỏ ra. Đây một đây hai đâu ạ? À không. Đây 14 à. Cái đấy em nói là đây 14 là data point. Nó chỉ là data point. Nó là data point số 14. Thứ tức là data point đấy là ngày thứ 14. Thì đấy là em đang phân là với cái nốt này thì có những cái data point nào thuộc cái nốt đấy. Em ghi ra chứ không phải feature. Thế nên anh mới bảo là vừa nãy cái đây này nó giống nhiều là em đang để cho nó thành cái dạng ID thôi đúng không? ID, nó là ID. Okay. Ok. Tức là nó là label encoder nhá. Và sau đấy thì mình lấy value như lần trước mình nói thôi. Rồi tiếp tục mình chia train test này và gọi cái hàm này ra, gọi cái decision tree classifier này ra. Thì có một cái lưu ý cho mọi người á. Thì cái decision tree này nó không vẽ theo như kiểu mà em chia ra kiểu như là outlook bằng đây như là kiểu outlook bằng sunny, outlook bằng overcast thì nó vào đâu, mà nó sẽ chia theo kiểu là số cơ, vì mình đã label encoder nó rồi mà. Nên là với những cái label encode, với những cái outlook nào mà nó bé hơn bằng 0.5, tức là outlook nào nó bằng 0 á, anh có thể hiểu rồi. Hiểu. Ý là tại sao nó không biết là bằng 0, nó biết là nhỏ bằng 0. À. Cái đấy đi. À. Vì sao đúng không? Vì có khi á nó không thể viết là bằng 0.5 được. Vì cái cách viết của nó chính là bé hơn hoặc bằng một khoảng. Nếu mà true thì nó xuống cái nốt này, còn false là nó xuống cái nốt bên kia. Tức là đây này, cái cách viết này, cái cách vẽ này, anh có thể nhìn thấy cách vẽ này, ít bé hơn 4 này, là đỏ. Vẽ cái decision tree là phải không, vẽ như này. Không, liên tục mà, cái kia có liên tục đâu. Thì nó cũng, tức là... Thế là nó phải viết thế để nó hiểu được không? Không, anh đang viết là nó bằng 0.5 đúng không? Không, đây là nhỏ bằng 0.5 mà. Đúng rồi, thì nó viết như này đúng rồi mà. Ý là tại sao nó không thể viết được là outlook bằng 0? À, outlook bằng 0 và outlook bằng 1 đúng không? Ừ, bằng 2, có 3 cái... Thì cái đấy thì nó khó viết hơn. Thì bên, nếu mà anh viết theo cách đấy nhá, thì nó sẽ như này nè. Đây, em sẽ vẽ ra cho anh hiểu nữa. Đấy chính là cái cách viết, đấy chính là cách vẽ thôi. Giả sử anh mà vẽ như thế đúng không? Đây nhá, đây là cái cách người ta vẽ này. Người ta sẽ vẽ là outlook bé nó bằng 0.5. Giả đây trong trường hợp này outlook có hai giá trị là 0 và 1 nhá. Thì người ta sẽ vẽ như này. Đây là true. Đấy, đây chính là cái cách người ta vẽ forms. Thì nó sẽ tiếp tục ra đến cái này. À, để có cái nhánh true form. Ừ, để có nhánh true form. Thì tương ứng với đây, outlook nó sẽ là bằng 0 ở đây.
hay là khoảng là bé hơn bằng 0,5 thì nó sẽ tương ứng với không thôi. Okay. Thì người ta vẽ như này là để có cái nhánh chu phân. Còn nếu mà vẽ kiểu outlook bằng 0, outlook bằng 1 thì nó lại không có cái nhánh chu phân ở đây á anh. Người ta phải viết như này để người ta tách ra chu thì qua đây. Người ta hay là cái máy? À cái library. Đúng rồi. Thì người phải viết như này thì mới có thể ra được hai nhánh là chu và phân được. Anh hiểu chưa? Chứ nó cũng là cùng một ý nghĩa thôi mà, ý nghĩa nó như nhau mà. Thì ở đây giả sử nhá, temperature mà bé hơn bằng 1 ý, thì nó sẽ nhận hai giá trị là 0 và 1. Vì temperature nó có 3 class cơ, là 0, 1, 2 cơ. Nên nó mới có bé hơn bằng 1. Thì bé bằng 1 thì nó sẽ là chu, thì nó sẽ là vào đây, thì nó sẽ là bằng 0 và 1. Còn lớn hơn 1 thì nó là 2. Mọi người có thể hiểu như thế. Ok, thì trong thuật toán của decision tree thì nó sẽ biến tất cả những cái categorical thành số hết. Thì để cho nó có thể làm việc được ấy. Đấy. Là dùng label encoder đó. Gì ạ? Ok, anh xem nhìn cái bảng này đi. Thì mọi người có thể nhìn đây cái những cái nút lá đúng không? Nó đều có Gini bằng 0 cả. Sao anh như thế? Đấy nhá, theo anh hiểu lại cái bảng này, từ cái dòng thứ 3 này này. Thì nó đang chọn, sau khi chọn trong dòng nhất nó chọn outlook đúng không? Dòng thứ 2 nó chọn là humidity. Thứ 3 là nó chọn, nhưng mà dòng thứ 3 nó có hai cái picture, một cái là outlook của bên bên trái, hai là win bên bên phải. Tại sao nó không chọn một cái? Hiểu không? Thì anh nghĩ là một cái fix một cái. Nó the đây nhá. Mỗi cái mọi người hiểu cái nhầm rồi. Mỗi cái nốt này là the, đến cái nốt bên này người ta lại chọn cái feature là outlook. Còn cái nốt bên này nó sẽ chọn feature là win. Hai cái nốt này độc lập với nhau mà. Nó chỉ là thuộc cùng nốt tra humidity thôi. Okay. Hiểu không? Okay. Còn đến cái nốt win này, đến cái nốt từ humidity chia ra hai nhánh okay, thì anh nó mới đến cái hiểu, ok chưa? Okay. Thì cũng đúng rồi, em cũng bị lú, thế là trên này là đúng rồi. Trên này người ta vẽ như này là đúng rồi. Đây nhá, người ta chia từ cái y này ra là bé 1,75 đúng không? Ra hai cái nốt này thì cái nốt là, bên này tại sao nó trùng được ấy, nó trùng được à? Bản thân hai cái đấy, hai cái nốt này là riêng biệt mà riêng nó đều có cùng một tập feature để nó chọn thôi. Rồi anh tí nữa thì để anh mát đã. Có nghĩa là từ nhá. Win này một cái chu một cái font mà hai cái này khác nhau mà. Và cả hai trường hợp thì cái feature thứ ba được chọn đều là len. Đúng rồi. Nhưng mà nó kiểu vì Gini nó đều bằng nhỏ nhất nên nó mới chọn thôi. Chứ còn hai cái nốt bên này là nó phân biệt với nhau mà. Vì một bên một chu, một bên là phone mà anh. Nên là nó như này là hợp lý. Nên là hồi vừa nãy em cũng hơi hỏi chấm ở đây nhưng mà tại vì là cái đấy chính là cái mà em vẽ. Thì mình vẽ ra là một bên là 1, bên là 2. Đúng không? Trong khi bây giờ cái máy nó biết là khối nhỏ bằng 0,5. Đúng rồi. Bây giờ chu, bây giờ phô. Dạ, đúng rồi. Thì giờ mọi người hiểu thì vì sao của em vẽ là theo kiểu là dạng phân loại ấy. Đúng rồi, em đang vẽ theo kiểu người hiểu, con người đọc vào là hiểu. Thì còn dễ hiểu hơn thật. Nhưng mà máy thì người ta vẽ như này thì người ta mới có thể, nó mới có thể hiểu được. Còn và máy mà làm như em kiểu bằng 0, bằng 1 các thứ thì nó lại không hiểu được. Thì nên là giờ anh hiểu được vì sao hai bên nó khác nhau chưa? Vì hai cái nốt này nó phân biệt mà. Nên nó như này là ok. Thế hồi vừa nãy em hơi bị đấy. Ok, thế là giờ mọi người ok cái này rồi đúng không? Thế mình chỉ cần chạy như thế thôi. Và mình dùng cái thư viện GraphViz này để mình visualize ra cái cây. Thì là cái thuật toán decision tree chính là thế thôi. Thì mọi người có thể tưởng tượng như trong thực tế mình dùng if else ấy. Giả sử mình là con gái, mình 65 tuổi thì mình nghỉ hưu, bé hơn 65 tuổi là tiếp tục làm việc, không, là con trai, các không. Thứ. Khi mà gặp một bài toán if else thì mình cũng là if bằng, không phải if nhỏ bằng if. Với cái trường hợp mà nó rõ ràng ba cái trường hợp. Thì đấy, thì mọi người cũng có thể nghĩ cái decision tree là một cái vòng if else thôi. Đây, ở đây if outlook bé hơn 0,5 đúng.
thì cast bằng no, if outlook bé 0.5 bằng font thì mình tiếp tục if tiếp. Đấy. Giờ từ cái decision tree này mình có thể viết luôn cái vòng làm if else luôn á. Để mình chia ra luôn á. Đây nhá. Thì mọi người có thể visualize nó như là không cần đúng không? Không, ý là em viết ban đầu thôi, giả sử if outlook bé hơn bằng 0.5 đúng không? Thì nếu nếu mà nó đúng á thì genie thì class đúng, nếu nó đúng đúng không? Thì class bằng no. Đấy, L tiếp. Rồi xong rồi mình if tiếp. If humidity. Ok chưa? Mọi người ok rồi đúng không? Đến đoạn này thì thôi nhá. If humidity bé 0.5 đấy. Rồi mình if else tiếp. Ừ, thì nó sẽ là tương ứng với cái dạng if else như này đó. Ok. Xong, thế là bài lab của mình hôm nay là thế thôi ạ. Còn về thì mọi người chỉ cần chạy cái extra lab này thôi để mọi người có thể hiểu được á. À, và để em nói luôn cái này cho nó nhanh. Thì lần trước em nói cái pandas profiling này á để làm cái EDA cho data. Em đọc cái link đấy rồi nhưng mà em vẫn chưa hiểu. Anh chưa hiểu được không? À không, chạy bị lỗi. Ồ, sao em vẫn chạy được đấy nhá. Giả sử trong bài extra lab nhá. Thì em chạy này thôi. Giả sử em chạy đây, anh chạy theo như cái bài extra lab bài 5 đi là được. Đây, from pandas profiling này, import cái này này. Xong rồi như này là được. Xong rồi nó đang tiến hành profiling ra. Xong rồi em lấy cái file HTML. Kiểu cái file HTML chính là cái file kiểu hiển thị dạng website á, để mình dễ hiểu hơn. Thì đây, cái dạng website này nhá. Thì em sẽ mở nó ở live server. Live server cái HTML này thì nó sẽ vẽ ra một cái trang web cho mình về cái data đấy luôn. Thì đây number of variable này, observation này, observation chính là số data point đó. Đấy, nó bao nhiêu GB này, nó bao nhiêu kilobyte này. Đấy, numeric thì có hai feature là numeric, còn bốn feature là categorical. Đấy, mọi người có thể nhìn ở đây. Rồi tiếp theo nhá, variable này thì nó sẽ plot đặc điểm của từng feature luôn. Giả sử feature age nhá thì nó sẽ có missing value là bao nhiêu, min là bao nhiêu, minimum, maximum, memory size các thứ thì mọi người có thể nhìn ở đây. Còn cái này chính là người ta vẽ cái này là vẽ histogram đấy. More detail này, more detail ra. Đấy, histogram này 20 này, nhóm 20 tuổi thì frequency bao nhiêu này. Thì đây là histogram. Common value này thì 47 là có số lượng value lớn nhất này. Count là bằng 8, tức là có 8 người có age là 47 này. Đấy, mọi người có thể tự tìm hiểu về xem. Em gửi lại cái file một... Tiếp theo nhá. Interaction giữa những cái feature với nhau này. Interaction giữa những cái feature với nhau thì mọi người có thể thấy là trục x là h này, trục đấy là cái này này, thì người ta sẽ plot ra. Correlation là cái heat map này. Heat map này chính là cái tính cái điểm correlation giữa các feature á. Thì mình dùng cái có thể dùng Spearman nè, hoặc Pearson các thứ, Kendall các thứ. Nói chung là có nhiều cách tìm correlation. Missing value nè. Thì H này thì xem có missing value ở đâu không? Không có missing value. Cái nào cũng đủ hết. Thế thôi, mọi người tìm hiểu nhá. Thì cái pandas profile. Dạ. À, cái này thì anh lấy ở trên extra lab thôi. Extra lab nào? Dạ, bình thường em hay đăng ở đây á. Extra lab này chính là bài tập về nhà của anh luôn đó. Đang ở file nào rồi? Đang ở cái file này. Class. Ok. Không biết là có hay không, để em xem. Em gửi đúng chút rồi. Em không biết là trong file này có không. Có. Trong file này có này. Anh bấm vào xong rồi làm theo cái này thôi. Xong rồi mở cái file HTML. File HTML chính là cái file trang web á. Anh chỉ cần dùng cái link này, xong rồi nhấn ở đây là nó sẽ ra.
Thì nó là thế đây đấy, mọi người có thể nhìn đường dẫn này, đường dẫn đến đến cái file HTML đấy thì nó sẽ ra thôi. Đấy, ok chưa ạ? Chạy file HTML như chạy một cái trang web thôi, nó cũng không không khó lắm đâu. Ok, thế em nói xong cái pandas profiling rồi nhá, thì cái này giúp mọi người EDA dễ dàng hơn á, tức là mấy cái này mọi người không cần phải phải tự làm tay nữa, mọi người có thể nhìn nhìn trực quan như này luôn. Vâng, thế là bài học hôm nay kết thúc rồi đấy ạ. Xin chào mọi người, bye bye mọi người, mọi người nhớ làm bài tập đầy đủ nhá.